Tự làm bánh mì chảo phiên bản tham lam và một công thức sốt chấm bánh mì siêu ngon siêu đơn giản dành cho người lười. Mà các bác đã biết gì chưa? 3T cột đèn của Hải Phòng thành phố tôi nó đã có loại đóng hộp luôn rồi đó. Này phải quay trở lại mấy ngày trước khi mà tôi đang đi siêu thị ngó ngó nghiêng nghiêng thì nhìn thấy cái hộp này mà giật cả mình bởi vì không nghĩ là nó có phiên bản đóng hộp luôn. Tự hào thực sự, thế là phải quất liền. Tranh thủ đang đi với mẹ lại tiện tay quất thêm vài hộp nữa, ví dụ như là cái hộp 3T cá hồi sốt phô mai kem có vẻ lạ lạ này và một hộp 3T gan tím truyền thống. Tất cả thì đều của Hạ Long Can Foco nha, và có thể bạn chưa biết nhưng mà cái hãng này nó có một cái loại xúc xích tuổi thơ mà tôi đam mê lắm, ăn từ bé tới lớn mà tới giờ vẫn ăn luôn. Quay trở lại với cái món bánh mì chảo thì trước tiên tôi sẽ chiên các loại topping trước và làm một phần trứng rán 3T. Tôi dùng cái loại 3T gan tím ấy nhưng mà lại tham lam múc hơi nhiều, thế là thành ra nó thành 3T rán trứng chứ không phải là trứng rán 3T nữa rồi. Không biết chỗ mọi người thế nào chứ nhân của một phần bánh mì chảo ở chỗ mình sẽ có trứng rán ốp la này, có thể là trứng rán chín hoặc là trứng lòng đào, thêm cả 3T xúc xích lạp xưởng nữa. Còn cái phần 3T rán trứng này chỉ là tôi ngựa bò nước thêm thôi nha, chứ không có trong bánh mì chảo đâu. Còn 3T cá hồi với 3T cột đèn thì tới cuối mình cho trực tiếp vào là được, cho nên coi như phần nhân thế này là đã xong rồi đấy. Giờ thì mình chuyển qua làm phần sốt thôi. Nguyên liệu của cái sốt này thì không thể đơn giản hơn bởi vì nó chỉ bao gồm thịt xay, dứa, cà chua, hành tím và các gia vị có sẵn ở trong nhà. Cà chua mình rửa sạch, cắt nhỏ và bỏ hạt đi, sau đó cho vào máy xay xay nhuyễn. Đối với dứa thì chỉ cần lấy 2 miếng thôi. Úi giời ơi, lại rớt. Rớt xong thì em vô cùng bình tĩnh nhặt lên bỏ vào máy xay xay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Với cả dứa để không thì sẽ hơi khó xay một chút, cho nên là mọi người có thể cho thêm một xíu nước cũng được. Giờ thì bác chảo lên, phi hành thơm điếc mũi cho tôi, sau đó cho thịt vào. Thịt mà chín là sốt cà chua được lên sàng ngay tức khắc, sau đó tiện tay cho thêm 400ml nước nữa. Ấy, xong chuyển qua một công đoạn tâm linh hơn, đấy là nêm nếm. Cơ mà đùa thôi, chứ hôm nay tôi sẽ không làm phiền tổ tiên nữa đâu bởi vì tôi đã từng làm món này rồi. Thì sẽ cho vào đây 3 muỗng tương ớt, 2 muỗng tương cà, 1 muỗng mayo cho bạn nào thích ăn béo mà không có thì cũng chả sao. Thêm chút vị đàm bằng 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê súp, 3 muỗng nước tương và 1 muỗng đường. Kế đó thì đổ nước dứa vào khuấy đều và nó sẽ xuất hiện những cái bọt bọt này thì mình hớt ra nhá. Cuối cùng là thêm một vài thìa bột năng hoặc là bột sắn cho sốt nó sệt sệt lại, tắt bếp và rắc một ít hành mùi nữa là sốt của mình đã hoàn thành rồi. Thế là siêu nhanh, siêu đơn giản mà chưa mất tới 30 phút luôn ý. Trong nhà nào có bếp ga đâu, nhưng mà Pít Béo vẫn ngựa mua cái chảo gang về để đề co cho nó giống cái không khí ở ngoài hàng. Và tất nhiên là không thể quên cái lý do khiến tôi làm món bánh mì chảo ngày hôm nay, đấy chính là 3T cột đèn Hải Phòng đó nha, và 3T cá hồi. Tới giờ diễn rồi thì phải cho chúng nó căm bách thôi chứ còn gì nữa. Đó, xong mình múc một muỗng sốt thật đẫm, nóng hôi hổi dưới lên bên trên. Nếu chỉ dừng lại ở 2 hay là 3 muỗng thôi thì không nói làm gì, nhưng mà đây lại tham lam múc cho cố vô rồi, nó như con sông muốn tràn bờ đê luôn ạ. Mà các bác có công nhận với tôi không, món này là cứ phải làm cái bánh mì đặc ruột nóng giòn nó mới chuẩn gu nè. Lấy một miếng bánh mì xong phết cái 3T cột đèn lên thì nó vừa thơm, nó vừa béo lại đậm đà, bên trong thì vẫn cảm nhận được những cái sợi thịt heo nhỏ nhỏ vụn vụn luôn ý. Ăn bánh mì đã ngon vậy rồi, nào ăn thử với cơm nóng nữa thì nó cứ phải gọi là quên đi. Còn cái sốt tôi làm thì vì có dứa nên sẽ rất thơm và nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, ăn không hề bị ngán, nêm gia vị vừa miệng thì đảm bảo ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, không ngừng lại được đâu. Cuối cùng là em 3T cá hồi có màu vàng cam cực kỳ đẹp mắt, vị ăn thì cũng siêu lạ, kiểu nó ngậy ngậy béo béo lại hơi chua chua nhẹ một chút xíu, thậm chí là còn thấy cả miếng thịt cá bên trong luôn, chứ không phải là cái kiểu xay nhuyễn mịn hẳn đâu, nên là Pít ưng dã man. Ăn lần đầu xong coi như là đã tìm được một chân trời mới, mấy bữa sau tôi phải rủ mẹ đi siêu thị tiếp mới được.